Xin chào cả nhà, hôm nay hai vợ chồng mình đi đến thăm Hindu Temple ở Chino Hill. Ở đây thì mở cửa vào 9 giờ sáng và đóng cửa vào 7 giờ 30 tối. Vào cổng và đậu xe là miễn phí. Mỗi một cái gốc cột ở đây đó là mỗi một cái gốc cột ở đây nó đều có những cái hoa văn và cái điêu khắc nó đều khác nhau hết nha. Không có cái cột nào mà giống cái cột nào hết á. Những vị thần mà được điêu khắc ở trên tượng này là khác nhau hoàn toàn hết. I watch on YouTube and they say it's so nice about this place. Yeah, that's fine. That's a very far away. Yeah, everybody take the YouTube to the cell phone, no camera. Wow, đẹp quá ha. Mấy cái điều khác nè. Beautiful. Người giờ thì có cái Swiss, có snack ở bên đó. Tượng đẹp quá. Có một số điều cần lưu ý khi đến thăm là chúng ta cần phải ăn mặc lịch sự, không mang những cái backpack lớn, không có được dùng drone, không có được dùng digital camera để quay phim và chụp hình. Ở đây người ta cho phép dùng điện thoại để quay phim và chụp hình mà thôi. Khu vực gift shop và khu vực bán thức ăn mở cửa vào lúc 10 giờ. Wow. Wow.
Cái này là mới nè anh ha. Và trước mình đi, lần trước mình đi thì chưa có mấy cái này. Vào năm 2012 thì Mandir ở Chino Hill được khánh thành. Việc xây dựng một Mandir Hindu truyền thống trong thế kỷ 21 đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa phương pháp kỹ thuật hiện đại và kỹ thuật chạm khắc cổ xưa, từ công nghệ chống động đất tiên tiến, cổng vòm bằng đá cẩm thạch được chạm khắc bằng tay. Mandir này thể hiện cho sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc truyền thống Ấn Độ và công trình xây dựng hiện đại. Một nhóm kiến trúc kỹ sư đặc biệt đã khảo sát khu vực Chino Hill trước khi chọn đá để sử dụng xây dựng cho Mandir. Họ nhận thấy những ngôi đồi xanh tươi và những đỉnh núi. Nhóm nghiên cứu đã chọn đá sa thạch màu hồng từ Ấn Độ cho bề ngoài của Mandir. Nội thất của Mandir bao gồm đá cẩm thạch trắng từ Ý. Để đảm bảo tính liên tục bên trong Mandir, mỗi mảnh đá cẩm thạch được lựa chọn bằng tay, phân tích chặt chẽ, chọn lọc để khai thác. Từ Ý, mỗi khối đá cẩm thạch được vận chuyển đến Ấn Độ, nơi đó được dỡ xuống cảng, đưa đến các trung tâm chuyên biệt để phân loại, chạm khắc. Sau đó các nghệ nhân và thợ thủ công lành nghề sẽ chạm khắc bằng tay một cách phức tạp các phiến đá cẩm thạch và các mảnh đá để được đặt ở Mandir. Sau khi hoàn thành, mỗi viên đá được xác định bằng mỗi chữ số và chữ cái, được đóng gói vào các thùng chứa phù hợp và vận chuyển đến Hoa Kỳ. Đá sa thạch màu hồng trải qua quá trình tương tự. Các lô hàng đá sa thạch và đá cẩm thạch đến cảng Long Biết và vận chuyển đến Chino Hill, nơi chúng được lắp ráp tương tự như một trò chơi ghép hình từng mảnh. Nam Cali nổi tiếng với các trận động đất. Trên thực tế, khu vực San Bernardino bao gồm cả Chino Hill là điểm nóng của các hoạt động địa chấn để bảo vệ Mandir khỏi thiên tai trong hàng nghìn năm. Họ đã kết hợp phương pháp kỹ thuật cổ xưa và công nghệ hiện đại, sử dụng công nghệ địa chấn tiên tiến để bảo vệ Mandir khỏi động đất. Công nghệ này được gọi là hệ thống cách ly nền, bao gồm các tấm thép xiết chồng lên nhau với chất lỏng nhớt để cho phép chuyển động ngang trong trường hợp xảy ra động đất.
Mendia được hỗ trợ 40 bộ cách ly nền, cho phép phần nền trên của Mendia vẫn tách biệt khỏi phần nền móng. Các kỹ sư kiến trúc gọi đây là Mendia nổi. Ngoài ra, Mendia cung cấp năng lượng xanh. Hệ thống năng lượng mặt trời được tạo qua thông các bãi đậu xe năng lượng mặt trời, tạo ra điện và giảm lượng khí carbon của Mendia. Khi bạn đi vào trong ngôi đền này thì bạn không được phép quay phim và chụp hình bằng bất kỳ phương tiện nào. Đẹp quá. Giờ bắt đầu khách đến rồi anh ha. Góc bên này đẹp quá ha. Đây là khu vực gift shop nha. Đây là khu vực bán thực phẩm. Cái này là bột làm bánh. Khoai tây. Bánh khoai tây.
cực kỳ. Cam ha. Chanh ngọt hả anh? Chanh ngọt hả? Sweet lamb. Chanh ngọt. Nhìn nhiều loại bánh mà không biết nó là cái gì luôn. Này cà ri của họ phải không? Này giống bánh tiêu ha. Chocolate. Pita giống pita ha. Này kẹo đậu phộng nè anh. Bánh dễ thương á. Cảm ơn các bạn đã xem nha.